Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Laptop, lại là mình Lan Phương đây. Như các bạn đã biết thì những sản phẩm đến từ Dell với mức giá dưới 20 triệu đồng, cái mức giá mà các bạn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng thường hướng đến thì nó lại có một cái chất lượng build không được đánh giá cao cho lắm. Mặc dù chất lượng phần cứng và độ bền thì rất là tốt, nhưng mà với một cái ngoại hình không mấy bắt mắt như vậy thì đối với mình, những sản phẩm đến từ Dell thì thường kém hấp dẫn hơn so với các đối thủ trong tầm giá. Tuy nhiên thì với các sản phẩm mà mình mang đến ngày hôm nay, đó chính là em Dell Watch Pro 5402 với mức giá dưới 20 triệu đồng. Nhưng mà thực sự là em nó đã làm mình cực kỳ ngạc nhiên sau một tuần mình trải nghiệm. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết em nó nha. Điểm thay đổi lớn nhất mà các bạn có thể nhìn thấy ngay đó chính là về thiết kế và hình dáng của em nó. Thực sự thì với những thay đổi lần này của Dell Watch Pro thì chắc chắn là sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên rất là nhiều. Ngay từ ban đầu nhìn vào sản phẩm thì chúng ta đã thấy được ngay những sự tinh tế nhất định mà chỉ xuất hiện trên những chiếc máy cao cấp của Dell XPS. Nay đã xuất hiện trên một chiếc máy chỉ với mức giá là chưa tới 20 triệu đồng. Các đường nét bo cong mềm mại hòa quyện cùng với đường vát chéo sắc sảo tạo cho chúng ta một cảm giác nhìn không chỉ dừng lại ở cái vẻ đẹp của nó mà còn mang lại chúng ta một cái cảm giác rất là chắc chắn. Nói đến chắc chắn thì không thể bỏ qua được việc là lần này Dell đã nâng cấp chiếc máy của chúng ta về phần khung và mặt lưng lên bằng kim loại. Khác hẳn với trước đây khi mà toàn bộ máy đều được làm bằng nhựa, lúc này thì quả thật thoạt nhìn và cầm lên thôi thì cũng thấy được khá là nhiều hiện tượng ọp ẹp. Nhưng mà với lần nâng cấp đáng giá này, khi đã được trang bị toàn bộ khung kim loại thì tổng thể chiếc máy đã được chắc chắn hơn, cảm giác cầm nắm thì cũng rất là chắc tay nữa. Thêm một điểm đặc biệt mà mình thấy nữa đó chính là mặc dù làm bằng kim loại nhưng mà cái hiện tượng bám mồ hôi và dấu vân tay là không có, vậy nên đây là một điểm cộng dành cho Dell Watch Pro. Điểm tiếp theo các bạn có thể đang thắc mắc đó chính là không biết cái đường viền màu xám ở đây là gì đúng không, và liệu rằng cái thiết kế này nó có làm mất đi cái tính tổng thể của chiếc máy hay không. Thì thực sự thì theo mình thấy là không, nó không có làm mất đi cái tính thẩm mỹ của chiếc máy mà nó còn mang lại một cái lợi ích rất lớn nên là đằng khác. Cái viền màu xám này thực chất là một tấm cao su, khi máy được mở lên thì nó chính là thứ để bảo vệ phần mặt lưng của chiếc máy bằng kim loại không bị trầy xước. Ngoài ra thì nó còn đưa máy lên một góc khiến cho phần đế máy hút gió được nhiều hơn, giúp cho chiếc máy hoạt động một cách mượt mà êm ái. Điểm tiếp theo mà với mình thì lần này Dell đã rất là cố gắng trong việc thay đổi đó chính là màn hình của máy. Khi mở máy lên thì các bạn hãy thử nhìn mà xem, các cạnh viền như thế này có phải là các cạnh viền của những chiếc máy cao cấp hay không? Với độ mỏng phải nói là đạt tới mức sexy của em nó, tạo cho chúng ta một cảm giác rất là xịn. Tuy màn hình chỉ có kích thước là 14 inch, thế nhưng khi nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy như là chiếc máy của chúng ta lớn hơn vậy. Rồi tới thiết kế của bàn phím, nó cũng được làm vuông vức trông rất là sệnh sò. Cảm giác bấm thì vẫn vậy, vẫn là một cái chất rất riêng của Dell, chắc chắn mà không quá cứng. Nút nguồn thì được tích hợp luôn dấu vân tay rất là tiện lợi. Một cái hay là Dell đã tinh tế làm nút nguồn này khác đi, chúng ta phải tác động một lực lớn hơn thì chiếc máy mới nhận, giúp cho chúng ta không bị bấm nhầm. Phần trackpad thì được làm lớn, xung quanh là các đường cắt chéo tinh tế, cảm giác di vuốt mượt mà đa điểm cực kỳ tốt. Tiếp theo là về phần cấu hình, chúng ta có ngay con chip mới nhất hiện tại với tên gọi là Intel Core i5-1135G7. Với sức mạnh đến từ con chip mới này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng tất cả chiếc máy Ultrabook mỏng nhẹ đều trở nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Dell Watch Pro này cũng không phải là ngoại lệ khi mà với các bài test thì chiếc máy đã làm rất tốt khi mà đạt số điểm cực kỳ cao. Với số điểm này thì chiếc máy hoàn toàn có thể thao tác mọi ứng dụng từ đồ họa nặng cho tới văn phòng nhẹ nhàng hay là chơi game với mức FPS vừa phải một cách dễ dàng nhất. Tuy hoàn hảo là vậy nhưng mà chiếc máy này thì vẫn còn một số cái điểm trừ mà theo mình thấy nó khá là đáng tiếc. Đầu tiên là với phần cấu hình, tuy được trang bị con chip Core i5-1135G7, đây được coi như là một trong những con chip có hiệu năng khủng nhất của dòng game 11 với mức TDP ổn định ở 28W. Thế nhưng mà nhà sản xuất lại chỉ đưa cho chúng ta một thanh RAM 8GB, trong khi đó thì máy có tới tận 2 khe để tận dụng được Dual Channel để tăng sức mạnh. Điểm thứ hai đó chính là phần màn hình. Cái này nói là điểm trừ thì cũng không đúng lắm, vì với mình thì nó chỉ dừng lại ở mức đủ dùng mà thôi. Với các thông số kỹ thuật không quá cao thì chiếc màn hình này vẫn đủ để chúng ta có nhu cầu giải trí bình thường, làm việc văn phòng, lướt web, chơi game, phim ảnh các thứ, chứ chưa thực sự để làm đồ họa chuyên nghiệp. Điểm thứ ba đó chính là phần tản nhiệt. Chiếc máy khá là nóng khi mà chúng ta thao tác các công việc nặng, tiếng quạt gió thì đôi lúc có thể nghe thấy rõ được luôn. Về thời lượng pin thì với mình đã có cái trải nghiệm thực tế với viên pin 41 Wh, mình có thể thoải mái làm việc với mức thời gian là khoảng gần 4 tiếng với đa tác vụ, độ sáng, màn hình wifi đều full cả.
Và tổng kết lại thì đối với mình, đây là một chiếc máy đáng mua trong tầm giá rẻ, nhất là với các bạn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Tuy nhiên thì mình có một lời khuyên, đó chính là khi mua về các bạn nên nâng cấp thêm một khe RAM nữa để có thể có được một cái hiệu năng sử dụng ổn định, cũng như là tận dụng được hết sức mạnh của con chip Intel Gen 11. Và đó là tất cả những cảm nhận đánh giá của mình về chiếc máy này. Còn các bạn thì cảm thấy như thế nào? Đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha, cũng như là cho mình một like, subscribe cho Thế Giới Laptop. Bây giờ thì Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại.